Quang Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng máy massage Dr. Hồ dòng pin sạc nha. Thì trên thị trường á có rất là nhiều dòng máy khác nhau, nhưng mà có cái điểm chung á là đối với những cái dòng máy massage xung điện mà tốt á thì không bao giờ mà xài cắm điện trực tiếp xài, tại vì nó khá là nguy hiểm. Đó, còn cái những cái dòng mắc tiền á mà thương hiệu lớn á thì thường là xài pin hoặc là xài pin sạc. Tức là xài pin khi nào hết pin thì mình thay pin ha. Còn pin sạc là khi nào mình cắm sạc thì mình để cái máy đó cho nó cắm sạc riêng. Khi nào xài thì mình sẽ rút ra, mình chỉ xài pin từ trong máy ha, chứ mình không có cắm điện trực tiếp, tại vì nó khá là nguy hiểm. Còn đối với những dòng máy rẻ tiền trên thị trường á, những dòng máy trôi nổi á, thì cắm điện vào xài như vậy là rất là nguy hiểm, cả nhà mình cẩn thận nghe. Bảo hành là 1 năm ha. Cái máy này thì hàng của hãng là 2.300.000. Quang Sơn có số điện thoại bên dưới, cả nhà có thắc mắc hoặc là có xem chương trình hỗ trợ của hãng thì gọi vào Quang Sơn bên dưới. Rồi, mình sẽ có một cái máy nè, rất là đẹp ha. Và đây là cái cục biến điện nè. Rồi, bên cạnh đó chúng ta sẽ có là hai cặp dây điện để xài. Thì đi theo máy chúng ta sẽ có hướng dẫn rất là nhiều. Đây, và có luôn cả cái đĩa CD để hướng dẫn nữa nè. Rồi, phụ kiện thì chúng ta có rất nhiều lắm ha. Đây, rất là nhiều phụ kiện. Chúng ta sẽ có một thân máy nha. Rồi, một cái cục sạc nè. Hai cặp dây để dán miếng dán. Một cái chai này để mà mình đựng nước, để mình cái chai không nha. Để khi mà mình miếng dơ miếng dán, mình xịt vào đó và mình vệ sinh á. Rồi, phụ kiện chúng ta có cái gì? Một cặp massage chân nè. Ha, một cặp massage chân. Rồi, một cặp miếng dán lớn. Ở đây là chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 4 cặp miếng dán nhỏ đó. Rồi, mỗi lần thì chúng ta sẽ xài tối đa được 4 miếng dán nha. Tức là chúng ta có thể xài 2 miếng dán cũng được, 4 miếng dán cũng được, nhưng mà những phụ kiện đi kèm. Ví dụ mình massage ở những nơi như nhỏ nhỏ như cái cầm tay, cổ tay thì chúng ta xài miếng dán nhỏ. Còn như ở vai chúng ta có thể xài miếng dán lớn như thế này nè. Đó, và bàn chân, massage bàn chân. Rồi, bây giờ mình sẽ khui máy nha. Máy này thì rất là dễ sử dụng, máy khá là đẹp cả nhà ha. Đây là cái chỗ để cắm điện DC 5V, mình cắm vào đây. Đó, và đây là đèn báo sạc ở đây. Rồi, ở bên trên mình sẽ có hai cái chui cắm. Hai cái chui cắm để cắm vào miếng dán cả nhà ha. Đó, mình có thể cắm cùng một lúc hai cặp. Mình sẽ cắm vào đây. Rồi, chúng ta sẽ cắm chui sạc vào đây nha. Rồi, cả nhà thấy khi mà sạc á là đèn nó sẽ chớp như thế này nè. Đó. Rồi, sau khi chúng ta sạc đầy á ha, chúng ta sẽ bật cái nút on off bên cạnh nè. Chúng ta sẽ bật bên hông nè. Cả nhà thấy không? Bên tay phải của Hoàng Sơn nè. Bên tay phải của màn hình ha. Gạt xuống. Đó. Rồi, thì hiện giờ là nó đang ở vị trí là mode A, tức là chức năng A. Mình bấm vào cái timer nè. 20 phút, 30 phút, 40 phút ha. Nó xoay vòng 20 phút, 30 phút, 40 phút. Rồi mode nè. Đó, này là tất cả các chế độ ha. Này chế độ A. Mình chọn một trong các chế độ hoặc tất cả các chế độ, nó sẽ thay đổi để phù hợp với cái mà mình thích, tăng lên. Thí dụ mình muốn mạnh ha, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Còn mình muốn giảm thì giảm xuống. Rồi bên tay phải bên đây. Đó, hai bên trái và phải mình có thể tăng giảm cho miếng dán phù hợp nha. Đó, mỗi lần chúng ta chuyển chế độ thì nó sẽ tắt nè, sẽ tăng lên. Rồi, ví dụ mình muốn tắt máy hoàn toàn thì một là hết giờ nó tự tắt nè, còn không chúng ta bên đây chúng ta sẽ tắt máy này. Cả nhà thấy lên off. Đó, máy rất là đẹp ha. Rồi, đây là cái chui cắm sạc ở chỗ này. À, có đèn báo sạc nè. Một cái chui cắm như thế này thì chúng ta sẽ có hai dây, tức là một lần là chúng ta sẽ xài hai miếng dán nha, phải hai miếng dán máy mới massage được, và chúng ta sẽ xài tối đa cùng một lúc được 4 miếng dán. Khi xài xong á thì chúng ta sẽ dán cái miếng dán trở về cái miếng nhựa cứng này nè, để cho nó bảo quản được tốt hơn. Chúng ta không được dán hai miếng lại với nhau nha, tại hai miếng keo dính lại với nhau nó sẽ hư. Rồi, nếu mà như xài một thời gian mà miếng keo nó dơ ha, thì chúng ta sẽ nhiễu miếng nước lên và chúng ta vệ sinh chỗ đó. Hoàng Sơn ví dụ.
Ví dụ như ở đây chúng ta có cặp dán nè. Ví dụ như sau này một thời gian mà chúng ta xài bị dơ đó, chúng ta sẽ nhiễu một miếng nước lên đây. Chúng ta quét qua. Thì sau khi quét sạch rồi thì miếng dán nó sẽ dính trở lại, nó là miếng keo. Cả nhà mình không có nên rửa nha, giặt rửa nó sẽ nhanh hết keo. Cả nhà ha. Đó, khi xài xong hình dán rồi cái miếng miếng nhựa cứng này nè. Đó. Nó sẽ bảo quản được tốt hơn. Nhiều cái hướng dẫn để chúng ta sử dụng nè. À, chúng ta có thể dán ở thắt lưng ha. Đó, rồi ở bắp tay hoặc là ở bắp đùi, những nơi mà chúng ta đau nhất để giảm đau. Rồi, có những cái video khác và Sơn hướng dẫn từng dòng máy và cách lựa chọn, cả nhà có thể xem thêm nha. Còn có gì thắc mắc thì cả nhà cứ gọi vào số điện thoại của Hoàng Sơn bên dưới và Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc cùng cả nhà. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại.